Trên tay mình đang là một mâm xôi ngon bá cháy luôn anh em ạ. Nó vô cùng đặc biệt và phải đi vào một cái hẻm nhỏ chừng 60cm để mua nha các ông. Và món xôi này ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới anh em, đó chính là xôi ông Hòa, địa chỉ 67 Bạch Đằng, Hà Nội. Xôi ông thì cũng khá là nổi tiếng, là ngon. Nhìn cái hẻm bé tẹo teo vậy thôi, nhưng mà đi vào trong sâu nha, có cái sân nhỏ để cũng được 5-7 bàn đó. Khách thì cũng đã kín luôn rồi. Và theo mình được biết thì ông mới chuyển về đây và cũng mới bán lại ngày 30 tháng 3 này thôi. Mình thấy hấp dẫn quá nên quay chi tiết cho anh chị em xem nhá. Dạ. 50 à chú? Ôi cháu đi tìm xôi mãi mà cuối cùng cháu lại tìm thấy con kia chú. Dạ không ạ, không phải con ạ. Có bạn nào gọi điện cho mấy cuộc xong không hiểu sao không. Mấy chỗ này là xôi hết rồi chú. Đúng rồi con. Rồi. Đây. Cho con xem luôn. Cho con xem à. Ok con. Dạ. Thì bây giờ ông đã hết một rồi to rồi dạ. Bây giờ còn một trăm phần nữa con này. Không có trăm phần đây. Chấm cái con nhìn thế này. Vâng. 2, 3, 4, 5. Dạ. 6, 7, 8, 9. Dạ, một ngày 9, ông bán 2, sáng dạ. Mấy trăm phần rồi? 200 phần. Dạ. Ngày 230 con nhé. Dạ vâng. Bán hết 230 là nghỉ hả ông? Ông hết, nhưng mà nghỉ bây giờ nhá. À. Như các thứ bảy chỉ là con nhớ là chỉ đến nhá. Dạ. À, ba tê trả đầy đủ của con này. Dạ. Trứng ốp con nhé. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn ông. Dạ. Tên quả trứng ốp đồng đào. Quả trứng ốp đồng đào. Ok. Dạ. Tên mi nước thịt cho con nhé. Vâng. Xong. Xong một phần. Rồi, con cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Con cảm ơn nha. Rồi, ok. Dạ. Và giờ xong rồi thì đến công đoạn bê đi ăn thôi anh em ạ. Mình chọn ngồi ngay ở đầu hẻm. Đĩa đầy quá cho nên là mình bỏ cái trứng lòng đào qua một bên. Wow, wow, người ta nói là nó quá hấp dẫn luôn. Hấp dẫn chưa anh em? Nhìn béo ngậy luôn anh em ạ. Không chịu nổi nữa rồi. Mời cả nhà ăn nhá. Nào một miếng chả chấm với nước sốt, ăn kèm với miếng xôi. Ôi, nó đã gì đâu. Đây là 60 cành nha anh em, nguyên một mâm như thế này nè. Thôi để tôi đi vào chi tiết cho anh em xem ở trong nó có gì nè. Đây là má đào heo, hầm dừ, mềm tan trong miệng luôn. Còn đây là pate siêu thơm béo ngậy luôn. Ăn cứ gọi là nhức răng anh em ạ. Thực sự là nó quá béo ngậy và ngon thơm cho nên tôi phải ăn kèm với một miếng dưa leo nữa. Xem cảm giác nó như thế nào nào. Còn cái miếng chả này này thì thấy nó rất là dày này, cắn vào ngập răng luôn. Mà một đĩa xôi đầy đủ như này khoảng 60 cành thì tôi thấy là khá chất lượng nha. Bạn nào ra Hà Nội thì ghé ăn thử nha. Nhớ follow mình để đi nhiều nơi hơn bạn nhé.